Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế năm 2024 dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 này với nhiều điểm mới nhằm tăng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm y tế lần này tập trung điều chỉnh 4 chính sách. Đó là điều chỉnh về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn, điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật, khám chữa bệnh và phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả. Dự thảo cũng đề xuất cho phép chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật khi người bệnh đã được chẩn đoán, xác định một số bệnh mãn tính.